lại đây để chia sẻ với mọi người. Và bây giờ mình bắt đầu thưởng thức nó nha. Ở đây mình có một mâm bánh căn và bánh xèo nè. Nhưng mà Trúc muốn giới thiệu cho mọi người cái chả cuốn trước. Đây là một cái cuốn được cuốn bởi trứng vịt và chả cá đó mọi người. Cơ bản thì nó cũng giống như cái gỏi cuốn của mình thôi. Nhưng mà ở trong đây thành phần chính là chả cá và trứng vịt. Ăn kèm với nó là rau. Và đặc biệt là có cái nước mắm đậu phộng rất là ngon. Một cuốn như vậy thì có giá 15 ngàn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thử cắn một cái đầu tiên nha. Cái nước chấm rất là ngon mọi người. Nó vừa ăn và nó thơm đậu phộng. Cái chả cá đó thì nó rất là dai. Và mình ăn thì mình nghe mùi cá rất là nhiều. Chứng tỏ chả cá này được làm từ thịt cá nguyên chất chứ không có pha bột. Mọi người vào quán á, nhúc kêu món này á, chỉ nên kêu mỗi người một cuốn ăn thử trước để xem là mình có thể ăn thêm 2-3 cuốn nữa hay không nha. Bởi vì một cuốn của nó rất là to. Và để bụng để mình còn thưởng thức nhiều món khác nữa. Cái loại bánh tráng người ta dùng, người ta cuốn cái này nè, nó khá là dày mọi người. Nhai có hơi mỏi miệng một xíu. Nhưng bù lại là nó ngon. Bây giờ mình sẽ ăn bánh căn đi. Mình sợ bánh căn nguội. Bánh căn này là bánh căn chả cá. Nó là loại bánh căn làm bằng bột gạo á mọi người. Và cái cọng bột của nó dẹp dẹp như thế này nè. Nhìn rất là dễ thương. Và nó chỉ có chả cá thôi. Gọi là bánh căn chả cá nên nó chỉ có chả cá thôi. Ngoài ra thì nó không có cái gì khác hết. Về hình thức thì nó không có đặc biệt. Cái bột bánh canh rất là ngon. Chả cá rất ngon. Giống như cái chả cá mà cuốn cái này nè, nó rất là thơm luôn. Mình mua tô nhỏ thôi, có giá là 28 ngàn. Được một tô như thế này nè mọi người. Để mình hấp thử một miếng nước nha. Thơm, vừa ăn, có một chút ngọt và thơm cái vị chả cá. Ăn cái này thì người ta cho mình cái cọng rau cải nè mọi người. Cọng cải bé xíu. Cái chả cá ngon quá. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với mọi người món bánh xèo và bánh khọt nha.
đầu video thì mọi người đã thấy được cái quá trình mà người ta làm cái bánh này rồi đúng không? Bánh này thì sang với rau, và ở đây người ta cho mình tới 3 loại nước chấm. Một loại là nước mắm ớt chua ngọt nè, loại này là nước mắm đậu phộng. Nó giống giống như cái này, nhưng cái đậu phộng này được xay nhuyễn hơn và hòa vào trong cái nước mắm luôn, nên là nhìn cái màu nó như chao vậy đó mọi người. Còn đây là mắm nêm. Và không chỉ cái loại nước chấm này chị ăn với cái này đâu, mà mọi người có thể ăn cái chả cuốn với 3 loại nước chấm này. Đến quán thì người ta sẽ để những cái hũ nước chấm này sẵn trên bàn luôn. Mọi người thích ăn cái loại nào thì mọi người có thể lấy cái loại đó. Ở đây thì mình mua cái loại bánh căn thập cẩm, nên là nó có mực nè, nó có tôm, nó có thịt. Mình sẽ thử với cái loại mắm nêm nha mọi người. Chưa có ăn bánh căn với mắm nêm bao giờ. Không quen nên ăn nghe nó kỳ kỳ, nên là mình ăn thử nước mắm đậu phộng nha. Cái này thì cũng ngon, nhưng mà có cảm giác như là cái đậu phộng nhiều quá nên nó át đi cái mùi của cái bánh căn. Ở trong bánh căn nó sẽ có cái mùi của hải sản nè, mùi của bột và cái mùi của trứng, đặc biệt là cái mùi của trứng. Rồi người ta còn bỏ hành lá và cái bánh mì chiên giòn đó mọi người. Chút mua về nó bớt giòn à. Bây giờ chút sẽ ăn cái bánh căn có con tôm. Cái này á phù hợp đi một nhóm 3-4 người á, đi ăn rất là vui. Cuối tuần đồ ngồi trò chuyện với nhau, hay là buổi tối mát mẻ đó. Cái quán này thì nó nằm ở bờ kè á mọi người, ở đường Trường Sa, số 972 Trường Sa, phường 13, quận 3. Bây giờ thì mình sẽ chấm nước mắm ớt chua ngọt thôi. Cái hàm nó kêu quá kêu à. Bây giờ thì mình sẽ ăn bánh xèo. Bánh xèo thì nhân nó có mực với lại tôm. Chú không biết là cái bột mà người ta làm cái bánh xèo á, nó có giống cái bột bánh căn hay không. Chú nghĩ là nó cũng xem nhau á, vì nhìn cái màu nó rất là giống nhau mọi người. Nó cũng trắng trắng thôi. Còn cái bánh căn á, khi mà nó có màu vàng như thế này á, là do người ta bỏ trứng cút lên trên. Trứng cút, trứng gà đồ người ta bỏ lên trên nên nó có màu vàng. Chấm với nước mắm này là chú thấy ngon nhất nè. Không quên ăn cái này. Bạn nào mà ở khu vực quận 3, đường Trường Sa chắc là biết quán này đúng không? Bánh xèo thường người ta cho mình cái lá cải bẹ xanh đó mọi người. Cái bánh xèo này là bánh xèo dạng miền Trung đó mọi người, nên là nó nhỏ lắm. Mình có thể cuốn một lần một cái như thế này cũng được nè. Ở đây là những cái món này là xuất xứ là kiểu miền Trung hết á. Từ cái bánh canh chả cá cho đến cái chả cuốn này. Chả cuốn này là lần đầu tiên Trúc ăn luôn á. Cái quán này là của một thằng em. Nó dắt đi. Nó cứ nó hỏi chị ăn chả cuốn không? Mình nói chả cuốn là chả gì? Chả biết.
cái bánh xèo và cái bánh căn này á, nếu mà người ăn tại chỗ á, thì nó sẽ giòn hơn một chút xíu. Cái này là Trúc đã mua về nhà rồi nên nó hơi mềm. Tuy nhiên là cái mùi vị nó thì cũng không khác lắm đâu, không có bị giảm độ ngon đâu. Còn đây là cái giá tiền mà Trúc đã mua cái mâm đồ ăn này. Ở trên đây có cả cái địa chỉ của cái chỗ bán nữa, mọi người có thể tham khảo ha. Chúc hy vọng là mọi người sẽ có một cái buổi tối vui và ngon miệng khi xem video này, cũng như là nhìn thấy được những cái thức ăn này. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn mọi người vào ngày mai lúc 7:30 có hẹn với Trúc ở trên kênh Trúc Vú nhé. Cảm ơn mọi người, bye bye.